Quan. Ô Quan. Đây. Tía đó. Anh nói nghe nè. Anh đây không anh? Đây nào bay. Dạ. Dạ không có ai hết tía. Dạ không có ai đâu tía. Tầm mới nghe đứa nào kêu đó mà. Dạ đâu có ai đâu. Tầm mới nghe kêu tức thời ra ngoài cổng mà. Chắc tía nghe lộn rồi, có ai rao bán gì á. Còn giờ sao mày chưa vô ngủ đi. Bánh bò bánh tiêu giờ này có ai bán nữa đâu mà đứng đó mà ngóng. Vậy thôi con vô, tại con không ngủ được. Mắc mới không ngủ được. Đi vô ngủ. Dạ. Sao dạo này con Xuân nó mua quà nó tặng cho mình hoài vậy? Tiền bạc ở đâu ra trời? Thế nó ăn diện nữa chứ. Tía. Hết hồn mày. Chuyện gì mà tía ngủ không được vậy? Tía nói cái gì mà ai ăn diện? Ngồi đây. Tao nói chị Hai Bay đó. Sao tía? Dạo này bay có tăng lương tăng bổng gì cho chị Hai Bay không? Dạ không, con trả lương bình thường. Mà sao tía? Bay trả lương bình thường. Dạ, tuần sau con mới phát lương với lại thưởng Tết cho mấy công nhân với lại chị Hai là cùng một lượt luôn đó tía. Không, ý tía nói là hổm rài nè, trước đây nè. Dạ không. Ủa vậy sao nó có tiền ăn xài rồi mua quà mua cáp cho tao? Nếu mà có tiền ăn xài giống vậy á, một á là nó trúng số, hai là nó trúng mánh cái gì đó, chứ đâu có ăn diện đồ này nọ hồi xưa giờ nó không có. Con biết tính chị Hai rồi, nhưng mà con nghĩ á, đây là tiền dành dụm của chị Hai đó tía. Tía đừng có lo quá. Không thể nào đâu. Nếu mà vợ chồng nó biết chắc chiêu dành dụm như vậy á, thì không có ăn xài cái kiểu này. Tía nè, chị Hai chị lớn rồi, cũng biết cách chi tiêu mà. Tía đừng có lo quá. Cái lô hàng mới á, xuất đi chưa, chừng nào mới xuất? Với lại có ai đặt hàng đặt gì nữa thêm nữa không? Dạ, còn 3 ngày nữa là xuất. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi tía. Tuần sau đóng hàng nữa là hoàn tất tía. Con biết tía đang lo cho chị em của con, nhưng mà thôi, cũng khuya rồi, tía vô ngủ đi. Tía đừng có lo cho con với chị Hai nữa, tụi con lớn rồi. Với lại chị Hai á cũng là tự mình kiếm tiền, tía đừng có lo nha. Được vậy thì tao mừng. Thôi, bay đi ngủ luôn đi. Dạ. Tía cũng vậy chứ.